Tuyển thủ Bồ Đào Nha đặt mục tiêu thắng cả Việt Nam lẫn Mỹ. Sau trận ra quân thua Hà Lan, tiền đạo Bồ Đào Nha Jessica Silva thổ lộ cô và đồng đội muốn thắng hai đối thủ còn lại để nuôi hy vọng tại bảng E World Cup nữ 2023. Đó không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn, nhưng World Cup chưa kết thúc, Silva nói sau khi thua Hà Lan 0-1 ngày 23 tháng 7. Chúng tôi phải phát huy được sức mạnh của mình, vì chúng tôi còn hai trận và chúng tôi muốn chiến thắng. Về diễn biến trận đấu trên sân Forsyth 3, Dundin, Silva thừa nhận Bồ Đào Nha lép vế trước đương kim Á quân, xem Hà Lan là một trong những đội bóng hay nhất thế giới và là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Tuy nhiên, Silva cũng cho rằng, cô và đồng đội đã thể hiện được chất lượng trong hiệp 2 và đáng ra phải ghi được bàn. Tuyển thủ Bồ Đào Nha khác, Kika Nagyatep cho rằng thất bại với tỷ số tối thiểu trước Hà Lan không phải là kết quả quá tệ. Cô nhấn mạnh vào việc Bồ Đào Nha chơi trận ra mắt World Cup 2023, trong khi Hà Lan có nhiều kinh nghiệm hơn. Bàn thắng đến từ một tình huống cố định và sự khác biệt đến từ những chi tiết, Nagyatep nói. Họ không gây được quá nhiều nguy hiểm. Trận đấu này rất cân bằng. Trận này, Bồ Đào Nha chỉ tung ra hai cú dứt điểm, bằng 1/6 so với Hà Lan. Và không được hưởng quả phạt góc nào. Ngay phút 13, họ đã bị chọc thủng lưới, từ cú đánh đầu của hậu vệ Van der Graaf. Nếu các chân sút của Hà Lan sắc bén hơn, Bồ Đào Nha có thể thua đậm hơn. Dù vậy, huấn luyện viên Francisco Neto vẫn có lý do để hài lòng. Tôi không cảm thấy các cầu thủ của mình lo lắng. Tôi tự hào về họ, về những gì họ làm được trong trận đầu tiên ở một kỳ World Cup, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Bồ Đào Nha còn hai trận đấu để duy trì hy vọng, tin đội nhà sẽ chơi tốt hơn nếu ghi được bàn và việc có đi tiếp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân chứ không phải đối thủ. Phía trước Bồ Đào Nha là trận đấu với Việt Nam vào ngày 27 tháng 7. Việt Nam cũng là tân binh của giải, đã thất bại 0-3 trong trận ra quân với đương kim vô địch Mỹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.